Bà dậy rồi. Dạ mời bà rửa mặt. Cô Xuyến à, cô có thấy ông đâu không? Dạ không, ông đã rời khỏi nhà từ sớm rồi mà. Vậy ông đi đâu cô có biết không? Dạ tôi không biết. Nhưng mà thường ngày thì ông thường hay ra xưởng để trông nom thợ thầy ngoài đó. Vậy đêm qua ông ngủ ở đâu? Cái đó làm sao tôi biết được. Dạ cũng không còn sớm nữa. Bà rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng, hai bà đang chờ. Ừ tôi biết rồi. Cô ra trước đi, tôi ra liền. Tôi xin phép. Dạ, em chào chị cả, chị hai. Để hai chị chờ lâu á, thiệt là thất lễ quá. Không sao đâu. Dậu, múc cháo cho bà Tư đi. Dạ. Không có gì đâu em Tư. Chị đã từng trải qua, cho nên chị hiểu mà. Chị không trách gì em hết. Người mới, nên ông cưng chiều quan tâm lắm. Làm sao em thức sớm được. Vậy ông còn ngủ ở trong phòng hả em? Dạ không. Đêm qua ông đâu có ngủ bên phòng em. Ủa, tại sao ông không ngủ ở phòng của em, cũng không ngủ ở phòng chị? Vậy chẳng lẽ ông ngủ ở bên phòng của chị hả chị cả? Đêm qua ông có qua nói chuyện chút rồi về, chứ không có ngủ lại bên chị. Ủa, vậy rồi ông ngủ phòng nào? Sao lạ vậy cả? Anh làm cái gì vậy? Thì để tôi dội nước cho dậu gội đầu. Anh làm tôi hết hồn mà. Anh xin lỗi nha, anh không có ý làm cho dậu giật mình đâu. Dậu gội đầu bằng cái gì mà thơm quá vậy? Thơm không? Thơm quá. Hồi trước á, tôi hay gọi cho bà ba bồ kết này nè. Bà ba thích lắm luôn á. Hương nó thơm lâu mà còn tốt cho tóc nữa. Nè, thơm quá, cho tôi hôn cái nghe. Ê, trời, tay của anh á, dính bùn dơ như vậy, anh rờ lên tóc tôi dơ hết tóc tôi thì sao? Thì dậu không cho thì thôi. Mà nè, sao hôm nay dậu điệu quá vậy? Bà đặt gọi bồ kết nữa. À, tôi biết rồi. Có phải tối nay mình hẹn nhau ngoài giường không? Tôi có hẹn hồi nào đâu. Ủa vậy mà anh cứ tưởng. Bộ chỉ có hẹn với anh tôi mới được gội đầu thôi hả? Tóc dơ thì gội thôi, có gì đâu mà lạ. Vậy tôi dội nước cho nha. Chi vậy? Anh đi làm công chuyện của anh đi, đưa đây. Chàng ràng ở đây bị la bây giờ. Tôi tự gọi được rồi. Trời đất ơi, sao chưa đi nữa? Đi đi. À, vậy tôi đi lấy nước.
Dạ thưa bà, canh bà dặn tôi nấu đã xong rồi đây ạ. Để đó đi. Dạ, tôi xin phép. Ờ, cô Xuyến nè. Dạ. Nãy giờ có thấy ông về chưa? Dạ, ông đã về khi nãy rồi bà. Vậy giờ ông ở đâu, cô biết không? Cái đó thì tôi không biết. Sao hỏi cái gì cô cũng không biết hết vậy? Rốt cuộc là cô ở trong cái nhà này để làm cái gì? Mà chuyện trong nhà hỏi cái gì cũng không rõ. Dạ dạ, bà bớt giận. Hồi nào giờ chuyện của ông tôi đâu có dám quản. Huống chi bây giờ bà hai là người cai quản cái nhà này. Tôi đâu có được làm quản gia như trước. Tôi chỉ hầu hạ bà cả và bà thôi. Nếu có chuyện gì trong nhà, bà cứ hỏi bà hai là sẽ rõ. Thôi được rồi, đi ra đi. Dạ, tôi xin phép. Chị hai, chị hai, em vào được không chị? Vào đi em. Ủa, em Tư, em qua đây có chuyện chi không? Sao em không ở trong phòng hầu hạ ông? Chị thấy ông về từ sớm rồi mà. Dạ, em tính qua đây hỏi xem á, ông có ở bên phòng chị không? Ủa, vậy ông không có ở bên em sao? Dạ không. Vậy chắc là ông ở bên phòng chị cả rồi. Dạ thôi, để em qua đó coi sao. Nè em Tư, không có ở trong phòng chị cả đâu. Hôm nay chị cả đi chùa sớm, mai mới về. Vậy hả chị? Lạ ghê. Vậy ông ngủ phòng nào? Chị thấy thương em ghê. Mới cưới về mà bị lẻ bóng một mình. Hồi đó chị phải hầu hạ ông cả năm trời, ông mới chịu buông tha cho chị đây. Đêm nào ông cũng về phòng của chị ngủ hết. Mà ông cũng thiệt là tự dưng bỏ đi đâu mà không chịu nói với em một tiếng. Dù sao em cũng mới về nhà này, còn lạ nước lạ cái. Tóc này, là mùi hương này, nàng trở về với ta rồi. Như Nguyệt,
Mày thấy nói với ông bước ra từ phòng của bà ba lúc sáng sớm hả? Mày có nằm mơ không vậy? Trời ơi, con nhìn rõ mồn một mà. Bà phải tin con chứ. Mà nghĩ cũng đúng. Đêm qua ông đã về nhà, nhưng bà Tư lại chạy đi tìm ông khắp nơi mà vẫn không thấy. Hóa ra là ông ngủ bên phòng bà ba với con dâu sao? Trời ơi là trời, tại sao lại có cái chuyện như vậy chứ? Mà lúc đó tại sao mày không chạy ra chặn đầu nó lại? Con đâu có ngu. Con làm vậy á, lỡ ông đánh con rồi sao? Con dâu này ghê gớm thiệt. Không biết nó muốn cái gì mà dám làm chuyện đó với ông chứ. Thì nó muốn làm bà chứ làm gì bà. Mà cái ông này cũng ngộ thiệt. Bà Tư mới cưới về, bỏ lăng bỏ lóc, không thèm đụng chạm gì tới, lại đi tòm tèm với lại con hầu. Riết rồi cái nhà này loạn hết trơn rồi, không còn một chút tôn ti trật tự gì cả. Vậy rồi bà tính sao? Rồi có khi nào con dậu nó muốn thay thế bà ba không ạ? Nó dám hả? Đừng có hòng. Tao sẽ không bao giờ để cho nó đạt được cái chuyện đó dễ dàng đâu. Em Tư, em về nhà này có quen trước quen sau chưa? Có nhớ hết tên hết mặt của mấy đứa gia nhân ở trong nhà chưa em? Dạ, em cũng thuộc hết mặt họ. Ai cũng lễ phép, vui vẻ hết á. Chị hai thiệt là biết cách cai quản. Mới vào khuôn vào nếp gần đây thôi. Hồi đó không được như vậy đâu. Em nghe bọn họ có nhắc tới chị ba với lòng kính trọng và thương yêu. Coi bộ chị ba được lòng mọi người trong nhà quá hen. Tiếc là em lại không được gặp chị ba. Ôi, kính trọng gì em ơi. Hồi trước em ba được ông cưng chiều, cho nên tụi nó theo sau bợ đỡ để lấy lòng thôi. Em hai, đừng nói xấu người vắng mặt. Em không thấy là em Tư ái ngại hay sao? Dạ, vậy bây giờ chị ba đang ở đâu vậy mấy chị? Thì chắc là đi xa để xây hạnh phúc mới rồi. Em hai. Thì tôi cũng nói vậy thôi chứ tôi có biết gì đâu. Tôi nghe có người nói em ba vẫn còn ở làng, chưa có đi xa. Ủa, vậy sao? Tại sao cô còn quẩn quanh ở đây? Bộ còn tiếc rẻ chưa muốn đi hả? Có người đi chùa Ninh Tự, thấy cổ đang ở trên đó. Chắc là bây giờ đã đi rồi. Con người thiệt là lạ. Khi muốn á thì đòi đi cho bằng được, rồi khi được rồi á thì lại luyến tiếc, không đỡ rời xa. Thôi, ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Dạ. Trời, em ba, mấy hôm không gặp em mà coi bộ em ốm đi nhiều đó nghe. Nhưng được cái tươi tỉnh nhuận sắc ghê. Em cảm ơn chị. Mà sao chị biết em ở đây? Thì hồi hôm trước tình cờ chị thấy em ở chỗ này. Chị tới đại ai ngờ gặp thiệt. May quá em vẫn còn ở đây, chứ chị tưởng là em đã về quê rồi chứ. Về quê thì cũng không biết ăn nói thế nào để cho cha mẹ hiểu, nên em còn lần chần ở đây. Thiệt, ông trời tự nhiên gây cảnh khổ chi vậy không biết nữa. Người thì không biết đi đâu, người thì lại tiếc nuối đến quên ăn quên ngủ. Chị nói ai vậy chị hai? Thì ông chứ còn ai nữa. Từ ngày em đi, ông trở nên khó chịu lắm. Không có ai làm vừa ý của ông hết. Phải chi có em ở bên cạnh thì mọi người đỡ khổ hơn rồi.
Mấy chuyện sau này chị đừng kể với em nữa. Em đã không còn là người của nhà họ Trịnh nữa rồi. À, chị xin lỗi em, chị vô ý quá. Em đừng để bụng nha. Ờ, bữa giờ ở đây em có tình cờ thấy chú Ba không? Chị nghe nói chú Ba vẫn chưa về trên kinh hay sao á. Sao chị lại hỏi như vậy? Em không có gặp ai hết. À, chị xin lỗi, chị lại vô ý nữa rồi. Thôi em bỏ qua đi. À, còn những chuyện không vui trước kia nữa, mình bỏ qua hết nha em Ba. Chị với em vốn chẳng có thù hằn gì, do số phận đẩy đưa cho nên đôi lúc cũng có xích mích hiểu lầm chút. Hờn ghen của đàn bà thôi mà, chứ còn thật ra chị cũng thương quý em lắm. Em đừng có để bụng mấy cái chuyện trước kia nghe. Chị yên tâm, những chuyện không vui trước kia em đã chôn vùi hết rồi. Ờ hen, bây giờ em sống tự do như chim trời, mắc mớ gì phải bận lòng bởi mấy cái chuyện vặt vãnh trước kia. Nói thiệt, chị nhìn em á, chị thấy ghen tị hết sức vậy đó. Em tưởng chị thích cuộc sống chim chậu cá lồng, nhưng đủ đầy chứ. Em đừng nói vậy. Nói thiệt ra chị lúc nào cũng ngưỡng mộ em hết. Lúc còn là bà Ba thì em luôn được ông cưng chiều nhất. Ra khỏi nhà họ Trịnh lại có người thương mình hết lòng hết dạ. Đến cả phần gia tài lớn như vậy mà cũng không có màng chi. Thiệt chị thấy nể em lắm. Chị nói vậy là sao hả chị hai? Ủa, em không biết gì thiệt hả? Trời, vậy mà chị tưởng em cũng có chút nghi ngờ chứ, khi được ông cho ra đi dễ dàng như vậy. Nghi ngờ? Nghi ngờ cái gì hả chị hai? Bộ... bộ có ẩn khuất gì ở bên trong hả chị hai? Ờ, trời ơi, cái chuyện này kinh thiên động địa lắm em. Chị nghe từ chính miệng của ông, chứ không á, chị cũng không dám tin đâu. Chú Ba đã dùng phần gia sản của mình để đổi lấy tự do cho em đó. Chứ em nghĩ coi, em ở với ông bao năm, có bao giờ em thấy ông cho ai cái gì vô điều kiện chứ? Ông thà là dứt đi, chứ đừng hòng cho ai đụng vô hết. Chị nói thiệt sao chị hai? Ừ, trời ơi, em Ba, chị đâu có dám bịa mấy cái chuyện động trời như vậy. Em không tin thì em cứ tìm một trong hai người đó mà hỏi. Mệt thiệt, chị nghe mà còn thấy tức cho em nữa. Họ làm như vậy chẳng khác gì coi em như một món hàng. Ưa thì xài, không ưa thì bán. Đã làm vợ thì mình phải cam chịu thôi em à. Nhà nhân đâu rồi? Nhà cửa mà để trong lời trong lót nhà hả? Ông Trịnh. Ai? Ai vậy? Cô hả? Ai cho cô quay lại cái nhà này? Hả? Đi. Tôi chỉ muốn hỏi rõ một việc, xong rồi tôi sẽ đi ngay. Ông nói thật cho tôi biết đi, có phải là Trọng Sinh đã đổi nửa gia sản để ông trả tự do cho tôi hay không? Đừng có làm bộ nữa. Mượn cái cớ để quay lại căn nhà này có phải không? Bây giờ cô đi đi nghe. Cô không đi tôi đổi ý à. Ông trả lời tôi đi, xong rồi tôi sẽ đi. Có đúng là ông đã đổi tự do của tôi để lấy nửa gia sản hay không? Cô quan tâm mấy chuyện gia đình của tôi để làm gì? Chẳng phải cô đã đạt được ước nguyện của mình rồi hay sao? Hả? Ông đừng né tránh tôi nữa ông Trịnh. Ông cho tôi biết sự thật đi. Được, muốn biết sự thật chứ gì? Đi mà hỏi nó. Chỉ có thứ si tình ngu muội như nó mới bỏ tất cả vì một con đàn bà. Vậy chuyện đó là thật sao? Ông Trịnh, ông chỉ vì xót của
ông mới cho tôi ra đi đúng không? Ông Trịnh, tại sao ông lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy? Tôi những tưởng ông yêu thương tôi thiệt tình, chục mấy năm gá nghĩa vợ chồng, nhẹ đâu chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, mà ông nỡ lòng nào coi tôi không khác chi một người ở, rồi còn đem tôi ra bán buôn đổi chác như vậy. Đừng có đứng ở đây mà khóc lóc nữa. Nói ai nghe được cái gì, tưởng là tôi làm gì cô đó chứ. Đi đi, nhà này không có chứa chóc cô rồi. Tôi chưa đi khi chừng nào ông chưa nói rõ với tôi chuyện này. Tôi chỉ không hiểu tại sao ông lại bỗng chốc thay đổi, tại sao ông lại gán mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Ông Trịnh, ông trả lời tôi đi, rốt cuộc là ông có từng yêu thương tôi hay không? Tại sao bây giờ ông lại coi tôi không khác chỉ một món hàng vậy hả ông Trịnh? Ông trả lời tôi đi. Được, chẳng đây tôi cũng sẽ nói một lần cho cô tỏ. Ngày trước tôi rất thương cô, tôi luôn muốn sẽ cùng cô chung sống tới răng long đầu bạc, cho nên tôi mới tìm mọi cách để có được cô. Sau đó tôi cũng đã từng yêu thương cô và nâng niu cô giống như là ngọc ngà châu báu vậy. Nhưng cô không có hài lòng. Cô sống cùng tôi mà tâm trí của cô để ở người khác kìa. Cô né tránh nghĩa vụ làm vợ. Tôi nói như vậy, cô thấy tôi có nói sai không hả? Tôi chưa bao giờ thay lòng đổi dạ với ông. Tôi chưa bao giờ làm chuyện chi thất tiết với ông cả ông Trịnh. Tại sao ông không chịu tin tôi? Vì cô, cô nói một đằng mà cô làm một nẻo. Cô nghĩ tôi có tin cô được hay không hả? Cô nói tôi nghe đi, nếu như cô không xúi giục thì thằng em của tôi làm sao nó trở mặt đòi một nửa gia tài của nó vậy hả? Không phải do cô thì do ai? Rồi để được tác hợp với nhau đường đường chính chính, các người đã bàn mưu tính kế dùng số gia sản đó buộc tôi phải cho cô được tự do. Tôi nói thiệt, chỉ có thằng em tôi á, nó si mê cô quá thôi, nó mới làm chuyện dại dột đó. Chứ như tôi á hả, không bỏ ra một cắc để đổi lấy cô đâu. Đi đi, đi đi. Trọng sinh. Như Nguyên, tôi muốn hỏi rõ một việc. Có phải anh dùng phần gia sản của mình để buộc anh hai của anh trả tôi tự do hay không? Anh làm như vậy là có ý gì? Anh làm như vậy là để tôi mang ơn anh hay sao? Hay để chứng tỏ cho thiên hạ biết anh là người trọng tình trọng nghĩa hả trọng sinh? Anh có biết anh làm như vậy là tôi càng thấy khó xử và bị người ta nghi ngờ tôi là kẻ xúi giục anh. Như Nguyên à, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó hết. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có thảm thương như thế nào thì tôi cũng không cần anh thương hại. Anh muốn làm như vậy là để cứu vớt cuộc đời tôi hay sao? Tôi không cần. Tại
tại sao anh em hai người cứ thay phiên nhau can dự vào cuộc sống của tôi vậy? Sau này đừng tự ý sắp đặt cuộc đời của tôi nữa, hãy tránh xa tôi ra. Như Nguyệt à, tôi xin lỗi. Thực sự là tôi chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc thôi, chứ không nghĩ là sẽ làm tổn thương em. Phải, anh nghĩ anh làm như vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc nên anh mới bỏ đi. Sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh bỏ đi không nói một lời. Anh có biết là tôi khổ sở và day dứt như thế nào kể từ khi tôi gặp lại anh hay không? Những nỗi lòng này chưa kịp bày tỏ cùng anh thì anh lại đâm thêm một nhát vào tim tôi. Tôi và anh cứ theo cách của mình như từ trước tới nay đi. Anh đi đi, đi thật xa đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chuyện ngày xưa em đừng nhắc lại làm chi cho thêm đau đớn. Tôi thề sẽ không bao giờ làm chuyện chi khiến cho em buồn bã nữa. Chỉ mong em dù ở đâu cũng luôn được bình an và hạnh phúc. Anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc được sao? Tại sao anh tìm mọi cách để cho tôi ra ngoài đây rồi dứt bỏ tôi giữa đường như vậy hả Trọng Sinh? Tại sao vậy chứ? Tại sao? Tôi xin em hiểu cho. Tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể đưa em theo được. Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là chị dâu và em chồng. Anh sợ bị mất sĩ diện khi tôi đi theo đúng không? Ngày trước cũng vậy. Vì cái sĩ diện này nên anh đã bỏ đi không một lời từ biệt. Thay vì anh phải tìm tôi để hỏi cho ra lẽ, 8 năm qua tôi tưởng tình cảm của tôi ngày xưa tôi đối với anh đã chôn vùi vĩnh viễn. Ngờ đâu tôi gặp lại anh, tôi mới biết là tôi tự lừa gạt bản thân mình. Tôi không lúc nào nguôi nhớ về anh hết cả Trọng Sinh. Có phải anh vẫn còn tình cảm đối với tôi đúng không Trọng Sinh? Anh dứt bỏ hết gia sản để đổi lấy sự tự do cho tôi mà. Như vậy là anh còn thương tôi đúng không? Nếu không còn thương tôi thì anh làm như vậy để làm gì hả Trọng Sinh? Anh nói đi. Như Nguyệt, xin em đừng hiểu lầm. Tôi làm chuyện này vì thế đây chính là cách để chuộc lại lỗi lầm mà nhà họ Trịnh đã gây ra cho em. Và lại tôi cũng không mặn mà lắm vì phần gia sản đã từ lâu lắm rồi. Còn trong thâm tâm tôi, em vẫn là vợ của anh trai tôi. Tôi sẽ không làm gì đi trái với luân thường đạo lý đâu. Trọng Sinh, anh hãy nhìn vào mắt tôi đây. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây nè. Anh nói một lời đi. Anh nói thật lòng cho tôi nghe đi. Phải, tôi nói rất thật lòng. Tôi mong em có cuộc sống thật tốt và hãy quên hết những chuyện đau buồn ngày xưa đi. Anh nói tôi quên là tôi sẽ quên được hay sao? Còn ác hơn cả anh trai của anh nữa đó. Tại sao lại khuấy động cuộc sống của tôi, khiến tôi phải sống dở chết dở như bây giờ? Chẳng thà anh để tôi lụi tàn trong căn nhà đó, bây giờ anh cho tôi ra ngoài, anh cho tôi một chút hy vọng, rồi bây giờ anh dập tắt nó.
Tại sao anh ác với tôi quá vậy hả trọng sinh? Như Nguyệt à, Như Nguyệt à, mong em hãy bình tâm và suy xét lại tất cả mọi chuyện. Em hãy nhớ lại, em đã bị giam hãm trong căn nhà này và bị hành hạ như thế nào ở trong căn nhà đó. Chính vì vậy em hãy trân trọng cuộc sống tự do như bây giờ. Đừng quán trách người khác nữa. Còn tôi phải bỏ đi. Chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Anh vẫn nhất quyết bỏ ra đi thật sao hả trọng sinh? Phải. Em hãy bảo trọng nha Như Nguyệt. Nhìn biệt em. Trọng sinh, rồi anh sẽ hối hận bởi những gì anh nói của ngày hôm nay. Như Nguyệt, em nói vậy là sao? Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi biết sự thật. Anh rất tốt khi đã chấp nhận từ bỏ phần gia sản của mình vì lo cho tôi. Tôi mang ơn anh lắm. Nhưng tôi xin từ chối sự giúp đỡ này. Cuộc đời tôi có ra sao thì tôi cũng tự quyết định. Tôi không dám cậy nhờ ai. Mong anh hiểu cho. Như Nguyệt, Như Nguyệt, Như Nguyệt à, em đứng lại đó. Em nói vậy là sao hả? Anh yên tâm, tôi đã thông suốt hết mọi việc rồi. Tôi sẽ nghe theo lời anh, làm lại cuộc đời và sẽ sống vui vẻ mà không phiền tới ai nữa hết. Em nói như vậy tôi càng cảm thấy lo hơn nữa. Em tính làm gì hay sao hả Như Nguyệt? Tôi làm gì anh biết làm chi cho thêm nặng lòng. Anh cứ đi đi. Sau này vĩnh viễn sẽ không còn Như Nguyệt làm phiền anh nữa đâu. Như Nguyệt à, em định làm gì đó? Em định làm gì dại dột nha em? Tôi có làm gì dại dột là chuyện của tôi. Anh đừng bao giờ can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa. Anh đi mà lo cho công danh sự nghiệp cuộc đời của anh đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chúc anh hạnh phúc. Sinh nữa hay sao? Cô tưởng là mình chết đi
sẽ khiến cho bọn họ đau khổ và hối hận vì đã đẩy cô tới đường cùng hay sao? Cô lầm rồi. Cô có chết ngàn lần thì những con người đó cũng chỉ nhỏ dài giọt nước mắt thương hại cô là xong thôi. Rồi người ta lại tiếp tục sống vui vẻ, chẳng ai buồn nhớ tới cô dù chỉ một giây. Nhưng tôi sống thì có ích gì chứ? Ai cũng làm ra vẻ thương yêu quý mến tôi, nhưng kỳ thật họ chỉ làm tôi thêm đau khổ và muộn phiền. Họ không coi tôi ra gì, họ thản nhiên chà đạp và xúc phạm tôi, trong khi tôi có làm gì sai đâu chứ. Vậy tôi sống để làm chi nữa? Cô đừng oán trách người khác, đó là do cô hết. Nếu như cô không nhu nhược yếu hèn trước những âm mưu của bọn họ thì cô đã không chịu cảnh bị ức hiếp như vậy rồi. Cô tưởng là cô đối xử tốt với người khác thì cô sẽ được hưởng phước hay sao? Cô lầm to rồi. Cô càng tử tế, càng nhẫn nhịn thì họ càng lấn lướt ức hiếp cô mà thôi. Bây giờ vẫn còn chưa muộn, cô hãy mau quay về trả lại những gì cho bọn họ, trả thù những người mà đã làm cô phải chịu sự đau khổ. Hãy mạnh mẽ lên, hãy can đảm lên, đừng có nhu nhược nữa. Tôi có thể làm hả? Tôi có thể làm được như vậy sao? Cô sẽ làm được. Hãy tin lời tôi, hãy sống khác đi, nhẫn tâm hơn và lạnh lùng hơn. Đừng có nghĩ cho kẻ khác nữa. Cô phải can đảm đối mặt với kẻ đã làm cho cô đau đớn và trả cho họ những điều tương tự. Bằng không, cô mãi mãi là cái bia cho họ nhắm tới. Cô muốn tiếp tục sống như vậy sao? Không, không, tôi không muốn như vậy nữa. Tôi không muốn bị họ chà đạp và tổn thương mình nữa. Tốt lắm, như vậy thì hãy từ bỏ hết những điều ngu ngốc mà cô đang làm đi. Hãy nhanh bước lên bờ và nghĩ cách trả thù bọn họ. Nên nhớ là cô phải thật thủ đoạn và phải tàn nhẫn hơn họ. Cô sẽ làm được, cô sẽ làm được, cô sẽ làm được. Lên bờ nhanh lên, lên bờ đi, cô phải lên bờ. Cô sẽ làm được, cô sẽ làm được. Không thể, không thể, không thể. Quay thuyền lại nha, đại thúc. Dạ dạ. Mình à, cô định bày trò gì nữa sao? Chẳng phải hôm trước đã nói hết rồi mà. Mình ơi, mình có thể tha lỗi cho em được không mình? Em hối hận lắm.
Em biết là em đã dại dột khi dám lớn tiếng đòi ra ngoài như vậy. Mình tha lỗi cho em nha Mình. Mình cho phép em qua về nhà nha Mình. Thôi đi, cô đừng có khóc lóc giả bộ trước mặt tôi nữa. Lần trước tôi thấy cô mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ hạ mình thê thảm như vậy chứ? À, tôi biết rồi, chắc là quen ăn trắng mặt trơn, cho nên cô không thể nào chịu cảnh nghèo hèn túng quẫn chứ gì. Chuyện này là do cô hết, cô có phước mà không biết hưởng. Giờ còn ở đây khóc lóc năn nỉ làm cái gì chứ? Cô đã ra đi thì đừng có trở lại, hối hận cũng không có ích gì đâu. Mình ơi Mình, đừng mà, Mình đừng bỏ đi như vậy mà Mình. Em hối hận lắm rồi. Có ra ngoài em mới thấy ở bên mình em mới được đầy đủ và sung sướng. Mình ơi, em xin Mình, Mình nghĩ tới tình nghĩa phu thê ta suốt mấy năm qua, mà bao dung và tha thứ cho em một lần này nha Mình. Chỉ cần Mình gật đầu và cho em về thôi, Mình có trách phạt em thế nào em cũng sẽ chịu đựng. Buông ra đi Mình, bây giờ Mình có giết em chết em cũng sẽ không buông ra. Em muốn được về sống với Mình mà, em xin. Buông ra đi Nguyệt à. Mình, buông ra đi. Em đang làm cái gì vậy hả Như Nguyệt? Tại sao lại quay lại đây? Em bị điên rồi hả? Anh buông tôi ra đi, anh buông ra đi mà. Tôi đã xin anh là đừng dính dáng đến chuyện của tôi rồi. Thôi, hai người đừng có giỡn trò trước mặt tôi nữa. Đi, biến cho khuất mắt tôi. Mình ơi, Như Nguyệt, làm sao tôi đành lòng đứng nhìn em dứt bỏ hết tất cả những sĩ diện của mình? Chẳng lẽ vì muốn đỡ cực hơn mà em phải hạ mình năn nỉ người ta như vậy sao? Em làm như vậy tôi thấy đau lòng lắm. Biến đi chỗ khác, biến đi chỗ khác để mà bày tỏ nỗi lòng với nhau đi. Đừng có đứng đây diễn trò cho tôi coi hả? Không biết kiếp trước tôi đã phạm lỗi gì mà bây giờ tôi phải gặp một người vợ lăng loàn và một thằng em bất nghĩa như vậy. Anh ơi, anh nói cái gì mà nặng lời vậy? Hai người làm gì thì hai người tự biết, tôi không có nói oan cho hai người đâu. Anh hai, trước khi đi tôi muốn nói rõ một lần cho anh hiểu. Em từ trước tới nay luôn biết công ơn dạy dỗ và sự giúp đỡ của anh cho em, và anh đã giúp cho em nên người. Chuyện anh đã làm cho em với Như Nguyệt thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em biết trong chuyện này Mình cũng là người có lỗi, cho nên em cũng đã tìm cách bù đắp lại cho cô ấy, coi như thay nhà mình chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho cô ấy. Nhưng mà anh hết lần này tới lần khác vu oan cho em và Như Nguyệt. Anh hai à, sao lúc nào anh cũng nghĩ là tôi với Như Nguyệt có tình lý với nhau chứ? Em đã tính nhắm mắt làm ngơ rồi, nhưng mà chứng kiến cách anh đối xử với Như Nguyệt em không thể nào bỏ qua được. Em sẽ đưa cô ấy đi, em sẽ không để cho anh làm tổn thương cô ấy một lần nào nữa đâu. Như Nguyệt à, đứng lên đi, đi cùng anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Đi, đi Như Nguyệt. Em làm sao vậy Như Nguyệt? Không phải em muốn tôi đưa em theo cùng sao? Trọng sinh, không biết là anh có nghe lầm cái gì không, chứ Như Nguyệt tôi chỉ muốn quay lại Trịnh gia, chứ chưa bao giờ tôi muốn đi cùng anh. Chuyện tình cảm ngày xưa tôi đã chôn vùi từ lâu lắm rồi, tại sao bây giờ anh bới lên làm chi vậy hả? Anh làm như vậy rồi chồng tôi nghi ngờ tôi. Tôi về Trịnh gia làm dâu là hoàn toàn tự nguyện, chứ không bị ai lừa lọc dối trá gì hết. Tôi ở nhà họ Trịnh được ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng hết mực, thì tôi có gì phải ân hận và buồn tủi chứ. Kể từ khi anh quay trở về đây, anh làm xáo trộn cuộc sống của vợ chồng tôi.
Tôi xin anh đó, anh hãy quay trở về đúng chỗ của anh đi. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi đâu có mắc nợ gì anh đâu hả Trọng Sinh? Tại sao anh cứ phải đeo bám tôi hoài vậy? Như Nguyệt, em đang nói cái gì mà kỳ khôi vậy? Tôi chỉ nói những gì thật lòng tôi nghĩ thôi. Trọng Sinh, nếu như trước kia tôi có nói lời gì làm cho anh hiểu lầm, thì nay anh hãy nghe cho rõ. Tôi không thể nào theo anh được, tại vì anh không phải là người đàn ông mạnh mẽ, và anh cũng không thể nào bảo bọc và che chở cho tôi. Vả lại anh cũng quên mất một điều, là tôi đang là chị dâu của anh. Tôi mà theo anh thì còn gì là luân thường đạo lý nữa. Chẳng lẽ anh muốn thiên hạ chê cười tôi cho tôi khỏi ngẩng đầu lên hay sao? Chú Ba, chú đã tỉnh ngộ chưa hả chú Ba? Thấy chú bị người ta tạt nước vô mặt như vậy, tôi thấy thật tội nghiệp cho chú quá. Nhưng mà tôi nghĩ cũng đáng lắm. Người ta đã nói như vậy rồi, thì sau này chú làm ơn biết điều, tránh xa ra một chút. Đừng tưởng mình trượng nghĩa mà can dự vô chuyện nhà của người khác. Chú nghe rõ chưa? Như Nguyệt, tôi không tin vào những lời mà em vừa nói ra là thật lòng. Em hãy nói thiệt cho anh nghe đi, em đang tính làm gì phải không? Như Nguyệt à, em hãy bỏ hết đi, đừng toan tính trả thù chi gì nữa hết. Đi theo tôi để làm lại từ đầu có được không? Trọng Sinh, tôi đã nói đến nước này rồi, sao anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ vậy? Tại sao anh cứ phải xúi tôi làm chuyện bất nghĩa? Ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho tôi và chồng của tôi, đố ai mà chia cách được. Chồng tôi cho dù đã không còn thương hay không còn trọng tôi nữa, hoặc là buộc tôi phải chết đi, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Được, vậy thì em có bằng lòng quay về Trịnh gia không? Ta bằng lòng cho em trở về Trịnh gia. Chú nghe rõ chưa chú Ba? Mau đi đi cho kịp chuyến đò. Đây là chuyện của gia đình tôi, không còn liên can gì tới chú nữa. Nè, cô đừng tưởng tôi cho cô quay về vì cảm động trước tấm lòng của cô. Tôi làm vậy là chỉ muốn dạy cho thằng em tôi một bài học để nhớ đời vậy thôi. Ngoan. Hôm nay tôi đưa Như Nguyệt về đây là có lý do. Cô mau nói cho mọi người nghe đi. Dạ thưa chị cả, chị hai, mấy ngày qua tôi hối hận dữ lắm về quyết định nông nổi của mình. Tôi đã nhận ra đây mới là nơi cuộc sống bình yên và sung túc nhất. Vậy nên tôi đã tìm cách xin ông cho tôi được quay lại. Và ông đã chấp nhận bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho tôi được quay trở về. Tôi mong mọi người bỏ qua cho tôi. Em nghĩ như vậy là phải đó. Bữa giờ ở trong nhà ai cũng lo cho em hết. Nhà này không có ai nhỏ nhen như vậy đâu. Em về là tốt quá rồi. Chị Ba, em vừa đến thì chị đi, nên em lấy làm tiếc lắm. Bữa giờ em nghe mọi người râm ran là tại em cho nên chị mới bỏ đi, làm em cứ áy náy không yên.
Em chỉ mong là chị qua về để em phân tỏ. Nào ngờ hôm nay chị về thiệt, làm em vui hết sức à. Vậy là từ nay mấy chị em mình lại được sống chung nhà rồi. Thôi thì mình ráng sống hòa thuận, cho vui cửa vui nhà nha chị. Thấy mọi người rộng lượng như vậy tôi vui lắm. Em Tư à, chuyện chị đi có liên quan gì tới em đâu nè. Em đừng để ý mấy chuyện ngoài tai chi cho mệt. Thôi được rồi, ai cũng ủng hộ cô quay lại rồi, thì sau này đừng có nói tới nói lui nữa nha. Tôi mà nghe ai nói bất kỳ lời nào về chuyện này thì đừng có trách tôi sao thẳng tay đó. Bà Hai, bà nói với cô Xuyến đi chợ mua cái gì ngon ngon đi. Tôi muốn cả nhà cùng ăn cơm một bữa, coi như mừng bà ba quay trở lại. Dạ. Ông yên tâm, để tôi đi nói với cổ liền. Chị ba, nói thiệt, bữa giờ em tò mò ghê lắm. Không biết chị như thế nào. Hôm nay gặp chị, em thấy người ta nói thiệt không sai. Chị vừa dịu dàng là vừa xinh đẹp. Chị cảm ơn em, nhưng chị không còn ở độ xuân sắc giống như em đâu. Em vừa đẹp là vừa trẻ, hèn gì ông thương em như vậy. Chị không có đâu. Trước mặt em mà ông cứ nhắc tới chị miết, nhiều khi làm em phát ghen luôn đó. Mà chị cả với chị hai á cũng hay nhắc chị lắm. Ai cũng tiếc làm sao á mà chị bỏ đi, ai cũng thương chị lắm đó. Ai cũng thương em hết em ba à, nhất là em Tư đó, cứ hỏi thăm em hoài à. Dạ, mà chắc không chỉ mình em đâu, ông cũng nhớ chị dữ lắm đó. Nếu như mà ông có thương chị ba hơn thì em cũng không thấy làm lạ. Chị đẹp như vậy nè, thì có người đàn ông nào mà không động tâm chứ. Em Tư đừng nói như vậy, chị ngại lắm. Bây giờ chị chỉ mong được sống yên ổn, chứ không mong được ông thương đâu. Huống chi lại là thương nhất. Em mới là người đáng để được thương nhiều nhất. Em vừa đẹp là vừa ăn nói khéo léo như vậy mà. Dạ. Bà Táo, bà sao bà có thể thấu tận tâm can của ông Trịnh hay vậy? Mà lúc trước á, tôi tưởng đâu bà nói nó chơi cho vui thôi, ai về bà nói cái trúng phóc đúng y chang luôn. Cuối cùng người ông ta thương nhất vẫn là bà ba. Ông làm đủ thứ là tại vì ông ghen thôi, nhưng mà còn thương thì mới ghen, đúng không? Ừ. Ông coi bộ sáng ra rồi đó. Mấy ông làm gì mà rành tâm lý đàn bà bằng tôi được. Nhất là ba cái chuyện yêu đương, tình cảm trai gái, tôi là tôi rành số 1 luôn á. Hey, mới nói trúng có chút xíu mà nở cái lỗ mũi lên rồi. Vậy thì từ đây đụng tới cái chuyện tình cảm nhân gian, tụi tôi giao hết cho bà nha. Ôi trời ơi, trời ơi, cái gì mà giậm liên tục vậy? Sao ông liên tục được? Trời ơi, tôi nhức đầu quá. Giậm cả buổi trời kêu hú ông, mà ông đi đâu? Nãy giờ ông đi đâu mà bây giờ ông mới xuất hiện? Tôi giậm ba cái thôi tôi còn biết là kêu tôi, còn cái này giậm liên tục rồi, tôi nghe tứ lung tung, tôi đâu có biết là kêu ai mà tôi lên. Tôi vừa trồi lên cái giậm cái tôi thụt xuống, rồi tôi vừa trồi lên cái giậm cái tôi thụt xuống, xong cái giậm nữa tôi trồi lên cái tôi thụt xuống. Làm vậy riết sao tôi rối loạn luôn. Mà ba người bàn tán gì vậy hả? Nè. Dạ đây, đây là sổ sách tháng này tôi nộp cho ông. Có gì mới không? Nói sơ sơ tôi nghe đi. Đọc nhiều quá tôi ngán, với lại lớn tuổi rồi, tại tôi công chuyện nhiều lắm, nó rối, mắt thì nó cũng hoa mắt luôn rồi.
có gì nói sơ sơ tôi nghe được không? Hey! Hả? Chuyện là như vậy, gia chủ và họ Trịnh cưới thêm một bà vợ. Như vậy là hộ tịch của nhà đó có thêm một người hả? Nhưng mà có một bà ra đi, đó là bà ba. Như vậy là thêm một người, bớt một người. Vậy là đâu có thêm đâu, bớt gì đâu. Tôi nói chưa có hết. Bà ba bà đi rồi, nhưng mà bà quay trở lại. Bà ba bà đi, một người. Bà ba bà về. Ủa, một người bớt ra, rồi một người đi vô. Vậy cũng như không rồi. Sao như không được ông? Phải thêm một người mới chứ, đó là bà Tư. Một. Vậy là nhà đó có thêm một người. Không có, thêm là thêm người mới. Nhưng mà ba là bà cũ, bà đi rồi, nhưng mà bà quay trở lại. Vậy là có thêm một người. Không. Trời đất ơi, tôi mất phương hướng rồi trời. Thiệt là tức chết mà. Tao cứ tưởng nó nghe tao kể xong là cảm động trước tấm chân tình của chú ba, rồi bỏ đi theo người ta luôn rồi chứ. Lúc đó tha hồ mà cho ông nổi cơn điên lên, rồi tìm cách trả thù tụi nó. Ai dè nó nghe xong rồi quay trở về là sao? Đúng thiệt là không hiểu nổi nữa. Ủa, mà bà nói gì với bà ba vậy bà? Hỏi chi vậy? Còn con dâu đâu? Sao tao không thấy nó đâu hết? Dạ, hôm nay bà cả sai nó đi lấy thuốc cho ông ở làng bên, mà đi gì cả buổi chưa về nữa. Bà kiếm nó có chuyện chi hả? Tao đang tò mò, không biết chủ về thì tớ làm sao đi. Ý bà nói về việc con dậu lén giả làm bà ba để qua lại với ông phải không? Tao đang nóng ruột, không biết nó sẽ diễn tuồng gì tiếp theo nữa đây. Con e là nó không dám giở trò gì đâu. Dù sao thì bà ba với nó cũng có tình nghĩa bao lâu nay rồi. Thì cứ để coi sao. Tao cũng nghĩ con dậu chỉ là kẻ thế thân mua vui cho ông mà thôi. Bây giờ con kia quay về rồi thì chắc chắn nó sẽ bị bỏ xó thôi. Nhưng mà con dậu nó cũng ghê gớm lắm chứ chẳng chơi. Mình cứ ở yên cho chủ tớ nó cứ đấu nhau rồi xem sao. Dạ. Ủa, bà, sao bà lại ở đây? Đây là phòng của ta. Ta không ở đây thì ở đâu chứ? Dạ không, ý em muốn hỏi là bà về từ khi nào á? Em tưởng là bà về quê rồi chứ. Ta cũng mới về tức thì thôi. Ta đã xin ông quay về và đã được ông chấp thuận. Từ nay mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Bộ em mới đi đâu về hả? Dạ, ông có sai em đi mua thuốc về nấu cho ông uống. Mà dậu nè. Dạ. Gặp lại ta em không mừng sao? Dạ có chứ, em mừng lắm. Nhưng mà tại bất ngờ quá nên em nói không nên lời á. Được gặp lại em ta cũng mừng lắm. Em ngủ chưa em Tư?
chị vào được không? Chị Hai hả? Chị vào đi. Ông không có trong phòng em sao? À, mà chị quên mất, bây giờ em ba đã về rồi thì ông còn vô phòng em để làm gì? À, tính của chị ăn ngay nói thẳng, em đừng buồn nghe. Chẳng buồn cho em ba ăn nói nhẹ nhàng khéo léo, chị không có ưng. Thế giả giả sao á? Chị không thích sống như vậy, chị thích sống thật với bản thân của mình hơn. Có gì nói đó, không có đãi bôi chi. Dạ, em hiểu tính chị mà. Em cũng ghét nhất cái thói lúc nào cũng làm ra vẻ hiền lành cam chịu, đặng hớp hồn đàn ông. Nói thiệt với chị á, diễn mấy cái trò đó đâu có khó chi. Nếu muốn, em còn diễn hay hơn nói gấp ngàn lần. Em mới về mà đã nhận ra điều đó rồi sao? Từ từ em ở lâu như chị đây thì em sẽ thấy được cái bản chất con người thực sự của cô ấy. Mà chị ở lâu rồi không nói làm chi. Nhưng mà chị thấy thương cho em thôi. Em mới chân ướt chân ráo về đây, chưa hưởng được bao nhiêu thì em đã bị người ta hất hủi rồi. Thì chịu thôi, chứ biết sao giờ chị Hai. Dù muốn hay không á, thì chị ba cũng đã quay về rồi. Ờ, thì có trách được đâu. Nhưng chị có chuyện này muốn nói nhỏ cho em nghe thôi. Kỳ này cô ta quay lại chưa chắc là nếm toàn vị ngọt thôi đâu. Có khi chủ tớ còn trở mặt đấu đá nhau không chừng. À, ý chị là chuyện giữa con dậu và chị ba? Ủa, mà tại sao lại trở mặt vậy chị? Ủa, chứ không lẽ em chưa biết gì sao? Trời ơi, cái chuyện này nó động trời lắm em. Con dậu nó tòm tèm với ông khi chủ nó vắng mặt. Trời đất ơi, chị nói thiệt hả? Thiệt, chị nói thiệt đó. Cái chuyện này làm sao chị dám giỡn chơi được em? Con lựu nó tận mắt chứng kiến mà. Mấy cái đêm mà ông vắng mặt là ông ngủ ở phòng bà ba với con dậu đó. Con dậu ghê gớm thiệt. Sao chị không cho em biết sớm? Ờ thì cũng phải chờ có cơ hội thuận tiện chị mới dám nói em nghe. Chứ nói lùng tùng tới tai của ông thì mệt lắm. Để coi chuyện này mà tới tai của em ba thì không biết chủ tớ của nó phải đối mặt với nhau thế nào đâu. Em mong tới lúc đó lắm. Mong tới lúc chủ nó thay mình trừng trị nó. Như vậy á thì em mới ngu giận. Đồ ở đợ, đã vậy còn không biết thân biết phận, dám qua mặt chị em mình. Bây giờ mình cứ đợi thôi chị. Đúng thời điểm thì mình cứ đổ thêm dầu vô lửa thôi. Chị cũng nghĩ như em vậy đó. Chủ tớ tụi nó quay qua đấu với nhau, vậy mới khoái. Mà mình ra mặt chi cho mang tiếng. Cứ nghĩ tới cảnh em ba mà biết mình bị phản bội như vậy là chị thấy vui rồi. Nhưng mà bây giờ còn có một chuyện, làm sao để cho em ba biết chuyện này đây? Chị yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em. Dậu, nói nghe nè. Vậy sao nay dậu bực bội dữ vậy? Tôi làm gì mà nói tôi bực bội? Bộ trên trán tôi có chữ bực bội hả? Cái giọng đó là bực bội rồi còn gì nữa. Mà nè, dậu gặp bà ba chưa? Cả đám bất ngờ khi gặp bà ba xuất hiện ở trong nhà đó. Nghe một xỉu nói bà ba xin ông cho quay lại. Thôi, coi vậy cũng vui. Tôi nghĩ chắc người vui nhất là dậu đúng không? Sao anh biết tôi vui? Ừ, thì
dậu không muốn bà ba đi xa. Giờ bà ba quay về thì dậu đương nhiên là người vui nhất rồi. À, mà không có đúng, người vui nhất chắc chắn phải là ông rồi. Bây giờ có bốn bà vợ, bà nào cũng hòa thuận sống chung với nhau. Ông là người vui nhất, đúng không? Anh thì biết cái gì mà nói. Thì anh thấy sao anh nói vậy thôi. Bây giờ mà bốn bà, mỗi bà để cho ông thêm đứa con trai thì quá mỹ mãn luôn ha. Ông đang thèm đứa con trai để vui cửa vui nhà. Đúng là gia tài sản nghiệp của nhà họ Trịnh ăn biết khi nào mới hết. Giờ chỉ thiếu con thôi à. Anh Thế nè, anh cũng nghĩ vậy hả? Ừ, không phải chỉ mình anh nghĩ đâu, trong nhà ai cũng nghĩ vậy hết á. Ông Xỉu còn nói bà nào để cho ông đứa con chắc chắn sẽ được cưng chiều nhất đó. Giống như cứu tinh của nhà họ Trịnh nhé. Dậu, sao tự nhiên đang nói chuyện dậu im ru vậy? Nè, anh nói gì sai sao? Anh Thế nè. Anh muốn có đứa con không? Ê, sao, sao dậu hỏi vậy? Có con là sao? Thì anh có muốn không? Ờ, ý của tôi á là anh có muốn có con với tôi không? Có con với dậu hả? Ờ. Sao dậu lại hỏi vậy? Thì tôi cũng thấy anh hồ hởi khi nói chuyện sinh con, nên tôi nghĩ chắc là anh cũng thích. Ờ, thì ai không thích. Nhưng mà đâu phải thích là được. Người lớn la chết á, mình phải đám cưới trước nè, rồi trao thân gửi phận cho nhau nữa, lúc đó mới có con được chứ. Mình là đầy tớ, làm gì có đám cưới này nọ. Miễn là thật lòng với nhau là được rồi. Nhưng mà anh Thế nè, tôi muốn có con với anh. Chị ba ơi, chị có trong phòng không chị ba? Em Tư hả? Dạ. Em vô đi. Dạ. Em kiếm chị có chuyện gì không? Dạ, không có chi quan trọng hết. Em tới thăm chị thôi à. Ủa, mà ông đâu rồi chị? Ông đi từ sớm rồi. Dạ. À, chị ba nè, thiệt ra thì em cũng có chuyện muốn nói riêng với chị, nhưng mà không biết chị có bận chuyện gì không. Dậu nè, em ra ngoài giặt giùm ta mấy bộ đồ nghe. Dạ. Hôm qua ta lu bu quá vẫn chưa giặt được. Dạ. Ừ.
bộ có chuyện gì hệ trọng hả em Tư? Dạ, Dậu là người hầu riêng của chị hả chị Ba? Ừ, phải. Chị đưa nó về đây từ ngày đầu. Hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Nói người hầu chứ thực ra chị vẫn coi là Dậu giống như người thân ở trong nhà. Dạ, nhìn nó cũng đẹp đẽ, lanh lợi quá hen. Nếu mà cho ăn mặc tươm tất vô là có khác chi tiểu thư quyền quý. Ờ, mà em tính nói chuyện riêng với chị là chuyện chi vậy? Chẳng lẽ cũng có liên quan tới Dậu sao? Dạ, em có vài thắc mắc muốn hỏi chị thôi. Giả sử như một ngày nào đó nó phản lại chị thì chị tính sao? Sao em hỏi chuyện gì kỳ vậy? Thì em thí dụ vậy thôi mà. Chị trả lời em đi. Em ngồi xuống đi. Em đừng có lo xa. Thực ra thì chị chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Dậu sẽ phản lại chị đâu. Hồi nào tới giờ nó chưa bao giờ làm chi sai quấy hay làm mất lòng chị hết. Ai đó có thể hại chị, nhưng Dậu sẽ không bao giờ có. Nó rất là thương và hiểu tánh của chị. Chị đúng là dễ tin người. Con người ai cũng dễ thay lòng hết đó, nếu như mà chuyện đó có lợi cho họ. Chị có biết á, lúc mà chị ra ngoài, nó đã mặc đồ của chị, giả làm chị để rủ quến ông không? Em vừa nói cái gì? Con Dậu nó làm chuyện đó sao? Chị không tin đâu. Chị, em không có dựng chuyện đâu. Có người tận mắt thấy đó. Nó với lại ông bước ra từ phòng của chị. Em nghe mà em tức điên lên, huống chi là chị. Thiệt tình lợi dụng tình thương của người khác để làm chuyện bất chính, nó không có đáng để chị tin tưởng, yêu thương nó nữa. Chị á, phải mau tìm cách trừng trị nó đi. Nếu không có ngày á, nó leo lên đầu lên cổ chị ngồi đó. Chị không tin con Dậu nó dám làm chuyện to gan như vậy đâu. Em biết á, nói khơi khơi như vậy chị không có tin đâu. Hay là chị lập kế thử nó đi. Thử làm sao? Thì hôm nào chị giả bộ đi đâu xa rồi lén quay về coi làm sao. Em nghĩ chị sẽ tận mắt thấy con hầu giả nhân giả nghĩa đó, nó mặc bộ đồ của chị rồi tìm cách dụ dỗ ông ngay tại căn phòng này. Lúc đó chị sẽ biết em nói đúng hay là sai. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em về phòng nha. Dạ, con mời bà. Chị cả. Ủa, em Ba. Em ngồi đi. Chị thật sự vui mừng khi thấy em quay về đó em Ba. Lúc không có em ở đây, ông cáu gắt bực dọc dữ lắm. Ai có khuyên cỡ nào cũng không có được. Chị nói vậy làm em ngại quá chị cả. Em biết mình đâu có quan trọng với ông như vậy. Trong nhà này chị cả mới là người được ông tin tưởng. Còn em Tư thì biết cách chiều chuộng ông. Em mới là người dư thừa trong nhà này. Sao bữa nay em Ba ăn nói khiêm tốn quá vậy? Trong nhà này ông thương ai nhất? Nhìn vô là biết liền. Chị hơi thắc mắc là
tại sao khó khăn lắm em mới đi được, mà bây giờ em lại quay về đây. Thật sự đã xảy ra chuyện gì với em sao em ba? Em cũng đã nói trong cuộc họp mặt gia đình rồi còn gì. Nguyên nhân chỉ có vậy thôi chị cả. Em nói thiệt chứ? Không phải em đang giấu chị chuyện gì chứ? Dạ, em nói thiệt mà chị. Bao nhiêu năm ở đây, em đã quen được nuông chiều, ăn sung mặc sướng. Cho nên ra ngoài bươn chải, em chịu không có nổi. Còn về quê thì em không can đảm để gặp cha mẹ mình. Nên em chỉ có một con đường duy nhất là quay về đây với ông mà thôi. Ừ. À, em qua gặp chị có chuyện gì không? Dạ, em muốn đi chùa cúng tạ lễ. Mà chùa xa nên chắc em phải ở lại chùa qua đêm, đến sớm mơi mới về. Em cũng đã xin phép ông rồi, giờ qua đây nói với chị một tiếng để cho chị biết. Tưởng chuyện gì, ông đã gật đầu, sao chị không dám cho chứ? Ủa, rồi con dậu có đi với em không? Dạ, lần này em chỉ đi một mình thôi. Em để dậu ở nhà mừng công chuyện á chị. Vậy hả? Nhưng mà có con dậu đi cùng á, xách đồ phụ cho đỡ mệt. À, em cũng nên tới nói qua với em hai một tiếng, vì bây giờ cổ là người quản cái nhà này. Dạ em biết rồi chị. Vậy bây giờ em qua chị hai rồi em đi nha chị. Ừ, đi đi kẻo nắng. Dạ. Em đưa ta tới đây được rồi. Em đưa giỏ đây cho ta. Bà đi đường xa không cho em đi theo. Em phụ bà cho đỡ mệt. Thôi, ta đi một mình được mà. Dạ. Em ở nhà lo công chuyện cho tốt nghe không? Bà đi cẩn thận nha bà. Ừ. Về mau nha bà. Ừ. Đợt hàng kỳ này của nhà ông làm rất là đẹp, rất là tinh xảo. Được, chúng tôi rất là hài lòng. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ đánh một chuyến lớn lên kinh thành. Bây giờ chúng tôi xin cáo từ ông. Cáo từ. Dạ, cáo từ. Cha, hôm nay con thấy cha thiệt là khỏe khoắn và phong độ. Cỡ thanh niên trai tráng như con mà còn phải phục cha sát đất. Vậy à? Toàn bộ cuộc giao thương ngày hôm nay, từ định giá cho đến các điều khoản giao kèo của hai bên, cha đều quyết định hết. Chuyện thường tình thôi mà. Nhớ đi mà học hỏi đó. Dạ cha. Ừ. Mà con nói cái này, nếu mà không phải thì cha đừng có rầy con nghe. Có phải từ khi má ba quay về thì cha vui vẻ hơn hẳn phải không? Vậy là con đoán đúng rồi. Dông bão rồi cũng qua, chủ yếu là gia đình mình được đoàn viên sum vầy. Con thiệt là ngưỡng mộ cha quá. Cha có đến 4-3 vợ, nhưng mà ai cũng tận tụy hầu hạ chăm sóc cho cha. Từ trên xuống dưới đều hòa thuận vui vẻ. Thiệt là hiếm có. Ai mà có phúc được như cha của con chứ. Đi. Thank you.
Ông đã về, mời ông nghỉ. Bà, em tưởng là mai bà mới về. Em làm gì trong phòng ta vậy dậu? Ta hỏi, em đang làm gì trong phòng ta vậy dậu? Em muốn ta không về, để em ở đây, em thay thế chỗ ta phải không? Dạ, bà nói gì kỳ vậy bà? Chuyện rành rành ra như vậy mà em còn chối nữa hay sao? Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ tin những gì người ta nói là sự thật. Ta đã tin tưởng và yêu thương em biết bao nhiêu, sao em dám làm chuyện tồi tệ sau lưng ta vậy hả dậu? Em có biết là làm như vậy là ta đau lòng lắm không? Bà ơi, bà ơi, không biết là bà đã nghe được những gì, nhưng mà chuyện này không có phải như bà nghĩ đâu. Cái đêm mà bà đi á, ông say rượu rồi vô đây lúc mà em đang dọn dẹp á. Lúc đó thì em nói như vậy tức là mọi thứ đều do ông đúng không? Em không hề biết trước đúng không? Vậy tại sao em lại mặc bộ đồ của ta và vào trong phòng của ta đúng lúc nửa đêm như vậy? Hả? Có phải là từ lúc xin bộ đồ này của ta em đã bày mưu tính kế rồi phải không dậu? Em đã dùng việc này để trả ơn ta sao? Sao con người em quả thật đáng sợ. Ta sẽ không bao giờ tin em nữa đâu. Bà ơi, em đáng đời. Hay lắm, không uổng công tao đi học chuyện này lại với em Tư. Nhìn chủ tớ nó quay lưng vậy, thiệt tao thấy đã con mắt. Đáng đời mày nghe con dậu, đũa mốc mà đòi ngồi mâm son hả mày? Mày tưởng lên làm bài dễ lắm sao? Chưa hết đâu, mày chờ một chút nữa đi, thế nào cũng có người tới đổ thêm dầu vào lửa hả? Dạ. Còn da mồm hả? À, có người bà ơi, bà ơi có người. Đi. Có chuyện gì vậy? Ủa, có chuyện gì vậy chị ba? Em nghe tiếng chị la con dậu ghê quá. Nó làm chuyện quấy nên chị dạy nó một chút thôi. Chắc là con này nó phạm tội gì nặng lắm, cho nên em mới lớn tiếng như vậy, đúng không? Chứ hồi nào giờ á, chị có thấy em quát tháo ai bao giờ đâu. Dậu. Dạ. Mày làm cái gì mà khiến bà ba phải nhọc lòng như vậy hả mày? Mày thấy bà ba hiền cho nên lại giở trò đúng không? Dạ. Bà ơi, em biết tội rồi. Em xin bà tha tội cho em nha bà. Tội này mà tha thứ, từ nay về sau làm sao mà có thể dạy được những người khác nữa. Bà ơi. Ý mồm. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy em? Sẵn có chị cả với chị hai ở đây, em muốn nhờ hai chị phán xử. Theo mấy chị thì kẻ ăn người ở trong nhà mà bày mưu quyến rũ ông chủ thì phạt như thế nào cho đúng đây chị? Trời đất ơi, cái con dậu, nó dám to gan như vậy hả em ba? Chị cũng nghe người ta to nhỏ về nó lâu lắm rồi mà họ không có chứng cứ nên chị đâu có tin. Bây giờ hôm nay có em bắt tại trận cho nên nó mới hết đường chối cãi. Dậu ơi là dậu, mày gan dữ vậy dậu hả? Mày còn gia phát gia không cái nhà con trai gì không dậu? Thôi 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 đi em, dù sao con dậu cũng là người hầu của em ba,
cứ để cho em ba la rầy là được rồi. Chị cả, nó là người hầu của ai thì tôi cũng chỉ cư xử vậy thôi. Tôi là người cai quản tất cả mọi thứ ở trong Trịnh gia này, cho nên ai làm tổn hại danh dự ngôi nhà này tôi cũng có quyền trừng phạt hết. Còn con này, mày có biết cái tội dụ dỗ ông chủ là cái tội đáng chết hay không? Ông Xỉu đâu? Dạ. Thằng Út đâu? Dạ. Mau bà, đem con này nhốt ra nhà sau chờ tao xử tội. Hey, Út. Dạ. Khoan đã. Dạ. Dạ. Dạ thưa mấy chị, theo em thấy á, mình nên đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi, chứ nó còn ở trong nhà ngày nào á thì nguy hiểm ngày đó. Mấy chị không nghe câu ngựa quen đường cũ sao? Nhưng mà còn phải tùy vào em ba nữa. Dù sao nó cũng là người gắn bó với em từ nhỏ. Em nghĩ sao hả em ba? Em thấy ý em Tư đúng lắm. Nếu như bây giờ nhốt nó ở trong phòng, đánh đập nó, thì mai mốt cũng sẽ y như mối họa đó, mà mình còn bị mang tiếng dùng nhục hình với người ở. Chi bằng cứ đuổi thẳng cổ nó ra đường. Bà ơi, sau này cứ coi như nó không có một mối liên hệ nào với nhà của mình nữa hết. Thôi được, mọi người nói cũng có lý. Dậu, tao nể tình bà ba sinh cho mày, nên tao chỉ đuổi mày ra đường thôi, nên tao không nhốt mày lại nữa. Mày mau cút ra khỏi cái nhà này. Liệu hồn sau này sống cho tử tế, đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa, nghe chưa? Ông Xỉu. Dạ. Lôi nó ra khỏi nhà. Út, lôi nó ra khỏi nhà kìa. Dạ. Bà ơi, bà tha cho em đi bà. Mau ơi, mau. Bà ơi, đi ra. Đừng đuổi em mà bà đi ơi. Đi ra. Bà ơi. Em ba, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng một phần có lỗi của em đó. Chắc nó đã nuôi ý định từ lâu lắm rồi, bây giờ mới bộc phát thôi. Em đã ở bên nó bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ em không nhận ra con người của nó hay sao? Nếu em dạy dỗ nó ngay từ đầu nghiêm khắc hơn thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Toàn là thứ bại hoại gia phong, thiệt xấu hổ. Dạ chị hai, em thấy mình cũng có lỗi. Cũng tại em tin nó quá nên em mới bị gạt như vậy. Chị hai, mình chưa nói qua chuyện này với ông có sao không chị? Không sao. Chị có quyền định đoạt mọi chuyện trong nhà này. Mấy chuyện nhỏ này nói với ông mới công ông bệnh thêm thôi. Chị ba, chị cũng đừng bực bội quá, mất công, mất ngủ rồi sanh bệnh. Việc này chị không có lỗi chi hết. Cái con đó nó rất nguy hiểm, thì làm sao mà mình lường được. Thôi chị yên tâm ngủ trước đi, em về phòng đây. Con dậu, sao mày không ở nhà mà ra đi khóc lóc vậy? Bộ ở nhà có chuyện gì sao? Dạ, con ngồi đây chờ ông nãy giờ rồi. Bà ba và mọi người biết chuyện rồi ông ơi. Biết là biết chuyện chi? Dạ, thì
Bà ba biết chuyện con với ông ngủ với nhau nên là mấy bà đuổi con ra đường. Con không biết đi đâu hết nên là ngồi đây chờ ông. Ông ơi, ông cứu con nha ông. Ủa, sao giờ chưa ngủ? Ủa, anh Thế, anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh qua làng bên đưa đồ cho quản đốc theo lệnh của cậu hai. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, chị Dậu có chuyện rồi kìa. Dậu có chuyện hả? Dạ. Dậu, Dậu ơi, Dậu, Dậu ơi. Cô tạm thời ở lại đây đi. Còn mấy chuyện khác sáng mai rồi hãy tính. Dạ. Đây là số bạc, cầm lấy để mà xoay sở. Mấy bà đuổi mày thật ra cũng không phải là không lý do. Được rồi, để ta về nói chuyện với bà ba. Xong rồi hãy về. Dạ. Ta về đây. Dạ, ông về. Nè, có sao không vậy? Ngồi xuống đi. Dạ. Ông ơi, con thấy chóng mặt quá. Được rồi, nằm nghỉ đi. Dạ. Mình về rồi hả? Cả đêm qua mình không về, chắc là mình bận ở xưởng chanh hả mình? Em nhìn thấy mình bơ phờ mệt mỏi quá à. Để em kêu con Dậu. Không, để em kêu cô Xuyến nấu cái gì ngon ngon cho mình tẩm bổ nha. Nè mình à. Dạ. Mình ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn hỏi. Tại sao mình lại đuổi con Dậu đi? Bộ nó làm gì có lỗi với mình sao? Ủa, chuyện đó mình biết rồi sao? Chị cả nói cho mình nghe hết rồi hả? Tôi gặp con Dậu đêm hôm qua. Thì thấy nó đêm hôm bị đuổi ra khỏi nhà, cù bơ cù bất. Tôi thấy tội nghiệp quá, cho nên thuê quán trọ cho nó ở tạm. Dù sao nó cũng là người của mình, nó lại theo mình hầu hạ bao nhiêu năm nay. Mình làm như vậy có bạc quá không hả? Xin lỗi mình, thực ra em cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà mình nghĩ đi, có người vợ nào khi biết chuyện mà lại không ghen giống em chứ? Với lại không xử nghiêm thì sau này e rằng khó ăn nói với những người hầu khác. Tôi hiểu ý của mình. Cho nên tôi có trách gì mình đâu. Tôi chỉ thấy tiếc khi mình đuổi đi một con hầu thông minh lanh lợi nhất. Nó tuy là tôi tớ trong nhà, nhưng mà nhìn nó sáng sủa đẹp đẽ hơn hẳn những đứa còn lại. Vả lại nó biết hầu hạ tôi, đúng ý của tôi. Còn chuyện đã xảy ra là hoàn toàn do tôi tự nguyện, nó không có lỗi gì hết. Nếu như mình không bỏ đi thì tôi cũng đâu có cô đơn lẻ bóng mà để xảy ra chuyện như vậy. Dạ, em đã hiểu.
Em biết là em có lỗi với mình nhiều lắm. Dạo sau này sức khỏe em cũng sa sút nhiều, cho nên em không làm tròn bổn phận của một người vợ. Cũng may là khoảng thời gian đó có người thay em hầu hạ mình chu đáo. Vậy theo ý mình, mình muốn em đem dậu quay lại đây đúng không? Nhưng mà trước giờ dậu cũng hay ở chung phòng với em, bây giờ kêu về lại ở đây thì em thấy không tiện cho lắm. Cứ kêu người chuẩn bị thêm một phòng là được rồi, nhà này đâu có thiếu chỗ chứ. Nhưng mà còn mấy chị và em Tư thì sao? Em e là họ sẽ phản đối đó. Phản đối cái gì chứ? Từ bao giờ tôi muốn lấy ai hay là muốn đưa ai về nhà cũng phải hỏi ý kiến của mấy bà. Sở dĩ tôi muốn mình biết cái chuyện này là bởi vì mình là chủ của con dậu bao nhiêu năm nay. Còn tôi muốn đưa ai về hoặc đuổi ai đi đó là chuyện của tôi. Thôi thôi, không nói nhiều. Cứ thu xếp thêm một phòng nữa để cô ta về ở. Dạ, em biết rồi. Em sẽ nói lại với các chị và thu xếp cho mình chuyện này. Thôi, chắc là mình thức cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Mình đi nghỉ ngơi đi. Chắc là người mình mệt mỏi lắm rồi. Để em xoa bóp cho mình nha. Đúng là đồ háo sắc. Ông đã muốn người nào thì phải có cho bằng được, không ai cản nổi. Mà cũng tốt, đúng lúc ta đang muốn né chuyện gối chăn, may mà có con dậu thế vào, thiệt là thuận tiện. Mà con dậu dù sao cũng từng là người của mình. Mình ra tay làm phước rồi sẽ kéo nó về phe của mình. Đôi bên cùng có lợi. Mình thấy đỡ hơn chứ mình? Đỡ lắm. Mình nằm nghỉ nha. Để em ra kêu cô Xuyến nấu gì cho mình tẩm bổ. Lựu, con gọi ông xuống ăn cơm chưa? Dạ, con có gọi rồi. Ông nói xuống liền đó bà. Mình, bà tính cho cả thiên hạ biết chuyện gia đình mình hay sao? Bà đuổi con dậu ra đường như vậy, bà muốn người ta bàn tán, dè biểu tôi, bà mới hài lòng hay sao? Tôi giao cho bà cái quyền cai quản cái nhà này là để trong ấm ngoài êm, bà xử cho nó êm đẹp, chứ có phải để cho thiên hạ cười chê đâu. Ông bớt giận, tôi nghĩ xử vậy là được rồi. Ai dè nó lại tìm ông khóc lóc rồi kể lể, rồi làm rùm beng mọi chuyện lên như vậy. Thôi đi, bà chỉ được có cái nói nhiều mà chẳng làm được cái gì đàng hoàng hết. Tôi thiệt sai lầm giao cái việc cai quản cái nhà này cho bà. Tôi biết là mình chưa hay, nhưng ông nói vậy chẳng khác nào mọi chuyện lại đổ lên đầu tôi. Người có lỗi lớn nhất bây giờ là con dậu mà. Hay là bây giờ để lấy lại thanh danh cho ông, mình bắt nó ra để thú tội trước mọi người là nó dùng bùa ngải, nó dụ dỗ ông nghe. Không được. Bộ người ta ai cũng điên hết hay sao mà tin mấy chuyện đó.